cái kết thánh chửi Trần Đình Sang. Mạng xã hội hiện nay dường như là một xu thế mới của nước ta nói riêng và cả thế giới nói chung. Nhờ có mạng xã hội mà con người có thể xích lại gần với nhau hơn, cũng như nắm bắt thông tin một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, cũng có mặt trái của nó, đó là nhiều hiện tượng xấu trên mạng xã hội được lan truyền một cách mạnh mẽ. Và thay vì lên án nó thì một lượng lớn rất nhiều người lại đi theo cổ suý, ủng hộ và thậm chí là thần tượng những hiện tượng đó. Và một trong những hiện tượng xấu đó, chúng ta không thể không nhắc tới thánh chửi Trần Đình Sang. Sang được biết đến là một tên chuyên tổ chức quay, chụp những hình ảnh liên quan đến hoạt động của một số cơ quan công quyền và lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng công an, chủ yếu là cảnh sát giao thông, để tung lên mạng xã hội nhiều bài viết, bình luận xuyên tạc, thiếu tính xây dựng, thậm chí là tục tiểu xúc phạm lực lượng thực thi công vụ. Hắn cũng là một admin trong một số diễn đàn mạng xã hội với hàng trăm nghìn thành viên. Và cái gì đến, ắt sẽ đến. Sau khi Khá Bẩm bị bắt vì hành vi vi phạm pháp luật, thì đến lượt Trần Đình Sang được khoác lên người bộ áo của Juventus huyền thoại. Cụ thể, vào sáng ngày 9 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành bắt đối tượng Trần Đình Sang ngay tại nhà riêng ở tổ 40 về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, ngày 23 tháng 3 năm 2019, trong quá trình tuần tra kiểm soát, cảnh sát cơ động Yên Bái phát hiện xe máy chở 3 vi phạm luật giao thông nên dừng xe kiểm tra. Vô tình đi qua, Trần Đình Sang đã sử dụng điện thoại quay clip, livestream với nhiều lời lẽ không đúng sự thật. Khi cảnh sát nhắc nhở, Sang xông vào hành hung một chiến sĩ cảnh sát cơ động. Không chỉ vậy, tháng 1 năm 2018, Trần Đình Sang từng bị công an thành phố Hòa Bình xử lý liên quan đến hành vi gây rối tại trụ sở công an tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, phát tán video clip về trụ sở và hoạt động của cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Hòa Bình lên mạng xã hội Facebook với lời lẽ không đúng sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của công an tỉnh Hòa Bình. Đáng chú ý, khi công an tỉnh Hòa Bình đang thụ lý giải quyết vụ việc, gửi thông báo và giấy triệu tập số 401 ngày 20 tháng 3 năm 2018 Trần Đình Sang đến làm việc. Đối tượng này nhận giấy và đăng tải lên trang Facebook cá nhân và không đến làm việc theo yêu cầu vào thời điểm đó. Như vậy, ta có thể thấy được rằng Trần Đình Sang rất xứng đáng với cái kết này, và Sang chỉ là một anh hùng bàn phím, quá ảo tưởng về sức mạnh của bản thân.